Đầu tiên á, khi mà chúng ta nói về thải độc cơ thể hay là giải độc cơ thể thì bản chất là chúng ta đang cố gắng làm sạch cơ thể, đúng không các cô bác anh chị? Thì khi mà làm sạch cơ thể á, mục đích là chúng ta làm sạch những cái chất bẩn, những cái chất độc hay là những chất gây hại ở trong cơ thể chúng ta ra bên ngoài. Và đa số những cái cơ quan mà giúp chúng ta thải độc ra bên ngoài thì thường là nó sẽ bao gồm gan, thận, phổi, hệ thống bạch huyết và da. Đó là những cái cơ quan mà sẽ giúp chúng ta đào thải độc ra bên ngoài. Hay là khi mà mình đào thải độc tố á, mình thường bị nổi những cái dị ứng ở da, thường người ta sẽ nói là do cái đào thải độc tố qua da, ví dụ vậy. Đó là một trong những cái cơ quan hay là năm cái cơ quan mà sẽ giúp chúng ta đào thải độc tố ra bên ngoài, được chưa? Vậy thì khi mà các cô bác anh chị muốn đào thải độc tố ra bên ngoài thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta tập trung để tăng những cái chuyển hóa hoặc là tăng hoạt động của những cơ quan này thì nó sẽ giúp chúng ta đào thải độc tố được ra bên ngoài.